Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin mới nhận của truyền hình Sóc Răng. Kính thưa quý khán giả, Sở Y tế Sóc Răng thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 đến 15 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 19 tháng 12 là 384 ca, bao gồm huyện Thịnh Trị 86 ca, huyện Mỹ Tú 71 ca, huyện Kế Sách 52 ca, huyện Châu Thành 43 ca, huyện Trần Đề 34 ca, thị xã Vĩnh Châu 25 ca, huyện Cù Lao Dung 23 ca, thị xã Ngã Năm 17 ca, huyện Long Phú 16 ca, thành phố Sóc Trăng 9 ca và huyện Mỹ Xuyên 8 ca. Như vậy, số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở tỉnh Sóc Trăng là 27.734 ca, cụ thể ở các địa phương như sau. Huyện Trần Đề 5.289, huyện Cái Sách 4.017, thành phố Sóc Trăng 3.662, thị xã Vĩnh Châu 3.267 huyện châu thành 3.059, huyện mỹ tú 2396 huyện thạnh trị 1755 huyện long phú 1.525, huyện mỹ xuyên 1.232, thị xã ngã năm 977 và huyện cù lao dung 555. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 19 tháng 12 là 288. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở tỉnh sóc trăng là 21.604. Trong ngày 19 tháng 12, Sóc răng có thêm 11 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Như vậy đến nay, Sóc răng có 233 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 2.787. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại nhà là 3.110. Về tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 96,9%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ hai mũi là 89,4%. Tỷ lệ trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 98,7%. Tỷ lệ trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ hai mũi là 77,3%. Lưu ý, tất cả người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, cài đặt ứng dụng BC Covid để có mã QR.